Rồi, các vị khách mời chúng ta đã sẵn sàng Ok anh ơi. Làm sao? Ok anh ơi. Okay, rất là tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với một cái buổi talk show rất đặc biệt. Như Cường nói ban đầu, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với ba nhà kinh doanh. Các chị đã từng mở ra những cái công việc kinh doanh trước kia. Đấy, và tại sao ngày hôm nay các chị sẽ chia sẻ những cái công việc kinh doanh trước kia của mình, cũng như ngày cuộc sống và cái sự phát triển trong cái công việc kinh doanh ngày hôm nay. Và Cường giới thiệu và ba người phụ nữ rất là đặc biệt, một người phụ nữ đến từ Nghệ An, một người phụ nữ đến từ Hà Tĩnh và một người phụ nữ đến từ Hưng Yên, còn Cường đến từ Hà Nội. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với ba người phụ nữ đặc biệt này. Cường sẽ dành đầu tiên cơ hội chia sẻ giới thiệu bản thân đầu tiên cho người phụ nữ đến từ nơi xa nhất. Xin mời nhà kinh doanh Lê Thị Cường. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên live stream trực tiếp. Tên đầy đủ của Thương là Lê Thị Thương. Hiện nay Thương là thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe Siberi. Và hôm nay rất là hân hạnh, rất là hạnh phúc để ở trên cái talk show này chia sẻ cho tất cả anh chị em về cái công việc, cái cơ hội của Siberi. Nó rất là tuyệt vời. Và trước đấy Thương là một giáo viên, đồng thời Thương làm thêm một cái nghề tay trái, đó là Thương kinh doanh mỹ phẩm cho một cái hãng mỹ phẩm của Việt Nam. Công việc cũng rất là tuyệt vời, rất là nhiều người mơ ước. Giới thiệu ngắn gọn một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng người đi sâu hơn. Chúng ta vừa làm quen với lại thủ lĩnh nhà kinh doanh Lê Thị Thương đến từ Hà Tĩnh, trước kia làm chủ một cái công việc kinh doanh online. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại nhân vật số 2 đến từ Nghệ An. Xin mời Phan Thị Huyền. Vâng, xin chào tất cả. Xin chào các thủ lĩnh đang có mặt trên Zoom và xin chào tất cả anh chị em có mặt trên live stream ạ. Xin giới thiệu mọi người, Huyền tên là Phan Thị Huyền, ở thị trường Nghệ An. Và trước đây Huyền thật sự nói là một cô giáo. Đây, và trải qua một số công việc nữa thì bắt đầu Huyền có tư duy cho việc làm chủ của mình, đó là mở một cửa hàng điện thoại di động và kinh doanh 14 năm. Huyền làm được 14 năm. Đấy. Nhưng một điều tuyệt vời là hôm nay Huyền lại có mặt ở Siri và với danh hiệu là thủ lĩnh tập đoàn sức khỏe Siri sau 2 năm hợp tác. Đấy là điều rất là tuyệt vời và rất cảm ơn thủ lĩnh cho Huyền có mặt trong buổi talk show hôm nay. Cảm ơn cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một vị khách mời đặc biệt nữa đến từ Hưng Yên, thủ lĩnh Hoàng Tám. Vâng, trước hết là cho em gửi lời cảm ơn anh Cương đã cho em tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay và gửi lời chào tất cả các anh chị em đang theo dõi trên live stream ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Tám. Gốc của tôi là ở Hà Tĩnh và hiện tại thì tôi đang sinh sống và làm việc ở Hưng Yên. Hiện tại thì tôi đang là thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe CBD. Trước đây bản thân tôi là một người làm công ăn lương, nhưng mà cái khao khát tự do và làm chủ cuộc sống của mình, nên là từ cái việc làm công ăn lương thì tôi nhảy ra ngoài để kinh doanh truyền thống. Và khi sau một thời gian kinh doanh truyền thống và biết đến cơ hội CBD thì bây giờ tôi đã tập trung toàn tâm toàn ý với CBD. Và hôm nay tôi lại có mặt đến talk show này để chia sẻ cho các bạn biết được cái giá trị về CBD như thế nào. Vâng, em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn thủ lĩnh Hoàng Tám rất là tuyệt vời. Cảm ơn ba vị khách mời của chúng ta. Bây giờ Cường sẽ xin phép được hỏi và chúng ta mỗi người sẽ có khoảng độ 5 phút để chúng ta chia sẻ. Đó, trước kia mình làm cái công việc kinh doanh hồi trước ấy, mình đã đạt được những cái giá trị gì, và còn những cái điều gì mình mong muốn mà mình chưa đạt được thì chúng ta xin mời các chị sẽ chia sẻ. Xin mời thủ lĩnh Lê Thị Thương trước. Rất là cảm ơn anh Cường cho phép Thương chia sẻ. Thì Thương cũng anh Cường kiểm tra một tí về cái live stream thử nhá, xem kỹ thuật nó ok chưa. Thương như lúc này Thương có chia sẻ ấy, trước đây Thương là một giáo viên,
Tôi đi dạy hơn 11 năm, dạy tiếng Anh ở một trường cấp 3, khá là gần nhà Thương, hơn 11 năm. Và bản thân Thương Thương rất là yêu thích kinh doanh, Thương muốn có thêm một cái thu nhập thêm và muốn có một cái cơ hội để thay đổi chất lượng cuộc sống. Vì thế Thương cũng đã thử rất là nhiều nghề, mà thậm chí có thể là đến bây giờ nhiều anh chị em chưa biết trong Sibri, chưa biết là, hoặc là người bạn của Thương cũng thế, chưa biết là trước đây Thương đã từng nuôi gà cũng có, buôn ruột, ruột hay còn gọi là mắm tôm và nước mắm ấy, là cái đặc sản rất là ngon ở quê Thương cũng có, rồi Thương buôn bán rất là nhiều thứ, tìm kiếm một cái cơ hội rất là nhiều năm, cho đến là trước khi Thương làm Sibiri thì Thương qua một người chị, qua thông tin của một người chị thì Thương đã hợp tác làm kinh doanh mỹ phẩm cho một cái hàng mỹ phẩm Việt Nam. Đặc tính của Thương ấy là Thương rất là khát khao, cho nên Thương làm cái gì Thương cũng rất là chuyên tâm và tập trung. Thì doanh số ấy cũng nó cũng rất là tốt, thậm chí có những tháng Thương có những tháng mà doanh số cao nhất nó cũng gần 1 tỷ, còn nữa thì cứ khoảng tầm 300-400 triệu một tháng. Tính ra lời buôn mỹ phẩm thì lời rất là nhiều, nhưng mà cái nỗi khổ của Thương ấy là Thương thấy là mình hàng thì đi nườm nượp đấy, hàng đi nườm nượp, hàng nhập về cũng nườm nượp, nhưng mà không có thấy tiền đâu cả. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng sao mình bán như thế mà mình, cuộc sống của mình gần 2 năm mà mình không thể khá lên, mình cũng chẳng thấy tiền dư. Sau đó mình mới nghĩ lại rằng là, sau đó Thương mới nghĩ lại rằng là cái tiền mà Thương giữ ra được ấy là thứ nhất là mình chi tiêu hàng ngày, thứ nhất là một phần mình lấy để chi tiêu hàng ngày, thứ hai ấy, là đa số là đập vào để nhập hàng. Những cái đơn hàng sau ấy nó lại to hơn những đơn hàng trước, và thậm chí không những là tiền của mình, cái lợi nhuận của mình đập vào để nhập hàng, mà còn đi vay để đập vào nhập hàng nữa. Và cứ như thế ôm hàng rất là nhiều, có những chuyến Thương nhập một chuyến là tầm khoảng 400 triệu. Và bên cạnh đó thì cái sức khỏe trước đây vốn là một cái người mà có cái vấn đề sức khỏe không có tốt, gọi là thuộc hàng người nửa ốm nửa khỏe, bệnh như là bệnh giả vơ, cho nên nó cùng với cái công việc, mặc dù nó không phải là công việc nặng nhọc nhưng mà tối mắt tối mũi suốt ngày là đóng ship bù đầu với việc là đóng hàng ship hàng, công nợ sổ sách, rồi bù đầu với cái việc là bán hàng, tức là mình cứ càng lên cao thì cũng cứ phải bán hàng rồi tìm kiếm đại lý mới. Và cái hệ thống á, thì nói là hệ thống nhưng mà nó cũng khá là lỏng lẻo, bởi vì sao, bởi vì là chỗ nào mà chỉ có cao hơn thì công tác viên và đại lý thì nó lấy ở chỗ đó, cho nên không phải là nói là hệ thống nhưng mà không phải là một cái hệ thống nó chặt chẽ, và mọi cái quy trình mình phải làm từ A đến Z. Thậm chí Thương nhớ mãi có một lần là mùa hè năm 2018 ấy, trước khi Thương biết đến Sibiri, thì Thương cái một chuyến hàng nó rất là khủng luôn, 7 cái thùng hàng mà to vật vã mà Thương phải chở, nhờ người chở từ nhà mẹ chồng của Thương để chở về nhà, mà nó nặng vất vả. Mà lúc đó là chồng Thương đang đi du lịch, chồng Thương thì đang đi du lịch mà về thấy hàng nhiều và mình đóng mình làm để chuyển đi thì bắt đầu đổ bệnh ra, và chồng Thương đi du lịch mà phải cắt dở chừng về để mà giúp Thương khiêng bớt, giải quyết bớt cái đống hàng đó đi cả, rồi anh mới đi cái chuyến tiếp theo. Và qua cái lần đó là Thương cảm thấy là nếu mình mãi mà cứ làm công việc này thì mình cũng thấy không có tiền dư, mà thứ hai thì sức khỏe của mình thì suy kiệt, thức khuya dậy sớm nhưng mà cứ mãi mãi nó vẫn thế, tiền thì không thể đâu cả. Và chưa nói đến cái việc là bom hàng, bởi vì mình bán hàng nhiều nó rủi ro nó rất là cao, rồi là cho đại lý nợ. Đến bây giờ Thương làm Sibiri mà cái nợ của ngày xưa Thương làm mỹ phẩm Thương vẫn chưa có thu hồi lại hết được, mà Thương coi như là Thương tặng họ luôn, Thương cũng không muốn đòi nữa. Và sau một cái duyên lành rất là may mắn của Thương, bởi vì Thương không hài lòng với cái cơ hội hiện tại, cái công việc hiện tại và cái kinh doanh hiện tại như thế, cho nên Thương rất là khát khao, Thương vẫn rất là khát khao kiếm tìm một cơ hội để thay đổi chất lượng cuộc sống, để làm giàu, mà không những là mình, mà mình sẽ chỉ cho những người khác họ cũng có những cái khao khát như mình để có thể là thay đổi cái chất lượng cuộc sống. Thì nhờ một cái người bạn của Thương ở Nghệ An, qua một cái câu chuyện rất là bình thường, thì bạn ấy cũng không hẳn là có ý gọi là mời Thương gì cả, bạn ấy kể một câu chuyện rất là tự nhiên, và qua câu chuyện đó thì Thương biết rằng là cái sản phẩm này có thể nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của Thương. Và khi Thương quyết định sau một cuộc điện thoại khoảng tầm 20 phút đấy,
thì tôi đã ra quyết định là mở mã số để dùng sản phẩm. Thì khi tôi dùng sản phẩm thì nói chung là nó rất là nhanh, tôi cảm nhận nó khác với những cái sản phẩm mà tôi đã tìm kiếm được để tôi cải thiện cho cái sức khỏe của mình. Thường đã tìm kiếm mà nhiều năm thường không có được cái giải pháp, thì thường uống sản phẩm vào tầm khoảng 10 ngày là thường đã cảm nhận cái sự thay đổi rõ rệt cái sức khỏe của mình, và đặc biệt là vốn là một người mà có gọi là có máu kinh doanh, thường nhìn vào cái catalog ấy, thường phải gọi là sốc luôn. Cái mà gọi là thường đập mạnh vào cái tâm trí của thường nhất đó là về cái giá của sản phẩm. Đơn giản là thường so sánh là một cái hộp sữa rửa mặt mà trước đây thường làm ấy thì gọi là hóa mỹ phẩm. Một chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện về cái cú sốc đó, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bà chủ cửa hàng điện thoại. Hơn 10 năm. Vậy thì bà chủ cửa hàng điện thoại đã đạt được những cái giá trị gì khi mà mở cái cửa hàng điện thoại đó? Và sau khi và trong cái hơn 10 năm kinh doanh đó thì có những cái mong muốn khát khao gì mà mình chưa đạt được? Xin mời thủ lĩnh Phan Thị Huyền đến từ Nghệ An. Vâng, cảm ơn phần câu hỏi rất tuyệt vời thủ lĩnh dành cho em. Cả nhà biết không ạ, khi mà bỏ nghề đi làm công ăn lương và cái mong muốn của Huyền đó là tìm cho mình một cơ hội được làm chủ. Và khi Huyền được rời bỏ cái môi trường làm cô giáo để về làm chủ là bao nhiêu người đã thèm khát được như mình rồi. Mọi người biết là cái môi trường để gọi là làm công thì thế nào đấy đúng không ạ? Tên đe dây búa và về được tự do thì mình cảm thấy rất là sướng rồi. So với những người đấy là mình cảm thấy mình đã có sự lựa chọn tuyệt vời rồi. Nhưng đi vào làm nghề mới biết rằng những cái vất vả mà ẩn phía đằng sau đấy không thể lường trước được. Mọi người có thể hình dung là đầu tư một cửa hàng điện thoại như Huyền phải bỏ bao nhiêu vốn đúng không ạ? Huyền tính ra năm 2002 là đi vay khoảng hết hơn 60 triệu. Đấy, đó là tiền để thuê bằng này, rồi lấy hàng này. Trong quá trình làm việc còn phải đầu tư thêm một số các cái công dụng cụ như là máy móc để mà làm nghề, rồi là bàn tủ, rồi là một số vốn để mà xoay vòng nữa. Nên là phải mất năm 2002 mà mọi người bảo là khoảng gần 100 triệu cái thời gian đấy. Mà vốn hai vợ chồng thì một phần mà đặc biệt là phải đi vay, thậm chí là phải vay thêm tiền ngân hàng. Đó, bởi vì là đầu tư phải làm lớn, nên phải đầu tư lớn thì phải vay lớn thôi. Đó là quan niệm của rất nhiều người đúng không ạ? Và mọi người biết là vào làm thì mọi người biết là cái cuộc sống khi làm công, làm chủ á, mình trả lương cho mình và mình chịu trách nhiệm với thành quả của mình, nên là hai vợ chồng rất là nỗ lực. Thậm chí mọi người cũng thể tưởng tượng là thuê ốt đắt mà là trước cổng bệnh viện, nên là cả trưa lại về nhà nấu ăn, buổi vội đưa cơm xuống đấy để ăn, không dám về nhà. Bởi vì một giờ đóng cửa rất là tiếc, cứ lỡ khách đến không gặp mà lại mất khách. Đấy, và ở đấy để mà thậm chí là buổi tối đưa con ra đấy để cả gia đình ăn cơm mà để bài con học ở đấy ở ốt điện thoại luôn, chỉ có tối về nhà ngủ thôi. Thế mình cảm giác mình lăn xả với công việc vậy để mà mưu sinh vì cuộc sống đấy. Và con may lúc đấy cũng đang học mẫu giáo nên là chỉ bài học đơn giản đấy cũng đỡ. Và mọi người biết là con hôm trời lạnh mà con ngủ nên cái tấm phản ấy, có một cái tấm phản nhỏ để trải cho con ngủ tạm bố mẹ để mà 10 giờ 11 giờ cho cả nhà mới về. Có hôm là có gặp khách, thậm chí là chồng làm mãi đến 12 giờ kém con vẫn ngủ như vậy. Vì cả nhà có một cái xe máy mà nên bố mẹ cũng không nỡ về, mẹ không về được trước mà bố đang dở việc. Cuối cùng là cả nhà đuổi nhau cực kỳ vất vả. Và cày được khoảng 6 năm như vậy, cứ cuộc sống cứ trôi ngày qua ngày, tháng qua tháng như thế. Thu nhập cũng có nhưng mà rủi ro cũng nhiều. Và ngưỡng tưởng tượng có những lô hàng mình nhập 10 bộ nhưng mà ế lại một bộ. Tức là bán thì lời đó một bộ mấy trăm nghìn mà ế lại một bộ thì bằng việc nào mà hòa vốn. Và có những lúc cái sản phẩm nó có vấn đề giống như kiểu mà lỗi ấy, bị lỗi. Mình nhập hàng thì nó bình thường nhưng mà khi bán khách hàng nó bị lỗi ấy. Và vấn đề bảo hành cũng rất là vất vả. Đấy, có những cái gửi được công ty được khách mất lòng. Nói chung là khi làm mới thấy cái áp lực. Và bắt đầu hai vợ chồng lại còn bị nữa là ốt người ta lấy. Lại bắt đầu đi thuê chỗ khác. Mà làm 15 năm kinh doanh điện thoại nhà Huyền chuyển ốt đến 3 lần chuyển cửa hàng điện thoại. Là tính là một lần mang về nhà là 4 lần ạ. Đã 4 lần lỉnh kỉnh mang đồ đi về như vậy. Và đặc biệt mọi người biết là cái vất vả trong kinh doanh, đặc biệt là áp lực. Khi làm việc ở cửa hàng thì đợt mà cửa hàng bị lấy ấy, thì bắt đầu về nhà làm được khoảng 8 tháng thì lại không có khách lạ mà chỉ có người quen đến thôi. Thì cuối cùng là mình lại kết hợp cả bán cà phê với sửa điện thoại trong nhà. Đấy. Rồi thậm chí là buôn thêm hoa quả, rồi là làm thêm một số cái
cái việc để mà kiếm, mong kiếm một cái cơ hội để được dạy, tức là kiếm thêm thu nhập, và cũng mong cơ hội để mình làm sao để thoát cái khỏi cái cảnh, vì cảm thấy nó cuộc sống nó giống như kiểu mà một cái máy ấy, một cỗ máy ấy, không thấy đâu là tự do, hoặc suốt ngày cứ làm nô lệ công việc như vậy, vừa mẹ vừa ô chín vừa cô giáo, mà thì cảm thấy tay chân thì liên tục, mà đầu óc thì chẳng có lúc nào cảm thấy mình có chút tự do đâu đấy. Đi chờ không vội vội vàng vàng, lại đi nhanh về vì cửa hàng ở nhà có khách. Có lúc vừa đến cổng chờ thì chồng gọi vào, có khách ở nhà về đi lấy cái phụ kiện, lại quay trở về. Có hôm đi chờ rất là thất thường, có hôm đi rất là sớm, có hôm phải mãi muộn ra chờ chẳng còn gì để mua cả, bởi vì phụ thuộc quá nhiều vào khách hàng. Đó, với mình là phải là người phục vụ mà, nên bao giờ cũng phải đặt cho khách hàng là lên hết, nên là mình là phải là người sau cùng đấy. Và đặc biệt là một lần ở cường điện thoại nhà huyền chuyển lần thứ ba thì được có 2 năm, và họ hứa là cho đầu tư 5 năm, nhưng mà được có hơn 1 năm thì họ lấy. Và mọi người biết là đầu tư cái cửa hàng đấy khoảng mất 30-40 triệu, xây vách rồi là cửa cuốn đủ các kiểu, thì nó có hơn 5 năm họ trở đổi ý, họ lại lấy. Cuối cùng hai vợ chồng là đang lo ngay để tìm chỗ thì may gặp được một điểm để mà thuê tiếp, thì bắt đầu lại chuyển chỗ. Tức là cực kỳ khổ sở chỗ là suốt ngày là phụ thuộc vào chủ của cửa hàng mình thuê đấy, và thuê thì đắt chứ phải rẻ đâu, à một ngày mở bắt ra là mất 300 nghìn. Nên là hai vợ chồng thuê được ốt là mừng lắm, là lắm đã làm để mà để đáp ra cái tiền mình bị hao phí, cả chưa nghĩ chuyển tiền lời đâu ạ. Vì một lần thuê ốt là cứ phải trả tiền trước 1 năm 1 là phải tiền hơn 100 triệu một lần trả như vậy, nên là cay đã làm để mà quay lại để mà trả được tiền ốt năm trước, thì năm sau lại quay lại cứ đến trả tiền ốt đi ranh nhánh. Làm thì ngày thấy lâu hết, vì nếu có tiền thì làm nhanh, mà ngày mà không có tiền là thấy nó trôi dài lắm. Và bắt đầu Huyền bắt đầu tìm những cái cơ hội, đó là may thêm quần áo để mà miễn là để biết đâu là có cơ hội mình nổi tiếng và có những người tìm đến thì mình được giải phóng, không phải ngồi ở đấy chẳng hạn. Đây rồi là làm rất là nhiều việc, thậm chí là nói như bản thương ấy, hai chị em có thể có những cái đồng quan điểm, cũng mua đồ hải sản khô ở cửa lò về nhập ở Việt Nam, cũng mong trở thành một vài chủ, biết đâu là đường giao thương đấy để giải phóng mình, không phải ngồi ở một chỗ từ sáng đến trưa như ở cửa hàng. Đấy, rồi bắt đầu là đi nhập hoa quả ở chỗ Vinh, bởi vì nghĩ là biết đâu mình trở thành những cái người mà gọi là đầu tư làm ăn lớn ấy, nếu mình được giải phóng không phải ngồi một chỗ, bởi vì cái việc mà kinh doanh của ốt mà hầu như là ngồi ở đấy. Người phụ nữ rất là đầy năng động đúng không? Không chịu ngồi yên một chỗ và đi tìm cho mình những cái cơ hội kinh doanh. Đấy, và một chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại với thủ lĩnh Phan Thị Huyền, cuộc đời đã thay đổi như thế nào. Chúng ta sẽ quay trở lại sau. Bà chủ của rất nhiều các công việc kinh doanh, đặc biệt là buôn sỉ, bán lẻ, shop quần áo. Xin mời bà chủ Hoàng Tám đó, giới thiệu về bản thân và cũng chia sẻ là cái công việc kinh doanh trước kia của mình như thế nào, và cơ duyên nào, nhân duyên nào mà ngày nay lại có một cái cuộc sống tự do tự tại rất là tuyệt vời. Xin mời thủ lĩnh Hoàng Thị Tám đến từ Hưng Yên. Câu hỏi của anh cũng gần như là giúp em có thể là giải bày được hết những cái tâm tư người học, tức là cái nỗi đau của em trước đấy. Bản thân em thì trước đấy là một người làm công ăn lương, nhưng mà vì khao khát tự do nên là em ra ngoài kinh doanh truyền thống. Và bản thân em làm thì cái gì em cũng thương, làm thì em phải tập trung và em thích làm chủ mà, cho nên là làm thì em phải làm lớn, em không làm lẻ tẻ. Và khi mà bắt đầu biết đến cái em làm cái mảng quần áo á, thì em cũng làm lớn. Ngoài cái việc là em mở shop, rồi là em cũng tìm những cái nguồn vào để mình có thể lấy rẻ hơn, và mình đi chào hàng, đi bỏ mối cho những cái shop khác hoặc là những cái tiểu thương nhỏ hơn. Nhưng mà cái đau nhất ở trong cái ngành đó là vốn. Thậm chí là có những khi mà em còn phải là vay, hoặc là mình phải bốc quỷ nóng ấy, bốc quỷ nóng, bởi vì là người ta cần hàng. Và đặc biệt là khi mà em làm quần áo á, thường là em phải chạy theo thời trang, theo mốt, theo mua đấy. Và có một vấn đề lớn đó là cái công nợ. Vì mình bỏ mối cho người ta nên là nhiều lúc á, hàng mình lên nhiều, mình bắt buộc phải cho người ta nợ. Và thường thì bọn em bỏ mối thì bọn em hay làm theo kiểu gối đầu. Ở đây là nếu như mà anh chị em chưa từng buôn bán thì anh chị em không biết kiểu gối đầu là như thế nào. Tức là mình cho họ nợ rồi xong là họ bán cái hết cái lỗ đó, mình lại nhập cái lỗ khác cho họ, họ trả tiền cái lỗ cũ cho mình. Đó. Nhiều lúc em hay nghĩ trong đầu, đừng cho vay mà quy đòi nợ, rất là khổ trong cái ngành kinh doanh truyền thống đó. Trước đấy á là chưa bao giờ em dám nghỉ cửa hàng của mình đến 3 ngày hoặc 5 ngày.
thực ra thì tính em thì rất là thích sự vui vẻ, em thích đi du lịch, em thích giống như kiểu là tuổi thì là đến 30 rồi nhưng mà tâm hồn còn 20 là con tin tin đấy, nên là rất thích được đi du lịch mà chưa bao giờ mình dám nghỉ cái cửa hàng của mình 3 đến 5 ngày đâu. Đấy, mỗi lần có công có buổi là mình phải thuê hoặc là mình phải soi rất là kỹ cửa hàng. Em bắt 3-4 mắt camera cơ đấy, để mình quan sát mọi khía cạnh, kể cả là mình nghỉ ở nhà nhưng mà mình cũng không thể là yên tâm khi mà mình giao việc cho nhân viên của mình ở cái cửa hàng của mình được. Đấy, ngoài ra thì cái cơ duyên em đến với ngành kinh doanh này á là khi em lúc đó là em bầu đứa thứ hai. Thực ra chia sẻ với mọi người một tí là em lập gia đình muộn và hiện tại thì em đang có hai nhỏ, một bé thì 3 tuổi và một bé thì 1 tuổi, tức là em sinh sát nhau. Và cái việc mà mình làm việc quá sức cộng với việc là mình sinh liên như thế thì sức khỏe em đi xuống khi mà được chị Thương, thủ lĩnh đấy, thì Thương vừa chia sẻ đấy là giới thiệu cho em về cái sản phẩm này. Thực ra là mình gặp phải điều về sức khỏe và trước đó là chị em cũng có làm qua một số vai cải với nhau rồi đó, cho nên là cũng tin tưởng nhau và em cũng quyết định trải nghiệm sản phẩm cho mình. Và khi chị Thương tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh kỹ rồi thì chị ấy bảo là về đây với chị xem thử nó là như thế nào. Thì đợt đấy là dịp đấy là em bùng thì mang bầu và cả một đứa con nhỏ là chồng không cho về, nhưng mà em vẫn quyết định là về em quảng đường em về để em tham gia cái sự kiện Nghệ An 2 năm một chặng đường đó là 550 km đó, mà chồng không cho về nhưng em vẫn quyết định về. Và sau khi cái sự kiện đó diễn ra thì khi đó em mới nhìn ra được một điều rằng từ trước đến giờ mình không phải là chủ mà mình chỉ là khổ chủ thôi. Mình đang là nỗ lực cho công việc của mình. Mình bỏ tiền cục, mình đi thu nhập những cái đồng lẻ đó. Làm dường như là ngày nào bọn em có tiền, mình thấy tiền đó, nhưng cuối cùng tổng để cuối năm lại thì cũng không có bao nhiêu cả. Đó. Và cái chi phí của mình, ngoài ra thì khi mà em kinh doanh ở bên Lào ấy, thì nó còn có liên quan đến công an nữa. Vì mình là người nước ngoài sang bên đó để làm việc, để mình buôn bán thì thường là một khoảng là dường như là tháng nào em cũng phải nộp thuế rồi là thi thoảng phải mời họ đi ăn đi uống nữa đó. Thì nhưng mà khi mà bắt đầu đến là cái sức khỏe mình đi xuống, biết đến cái cơ hội kinh doanh này, thì sau 3 đêm, sau cái sự kiện Nghệ An 2 năm một chặng đường, sau 3 đêm gần như là em thức trắng em suy nghĩ và em quyết định nghỉ hẳn cái công việc kinh doanh truyền thống của mình để tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc này. Và bây giờ thì gần 2 năm thì em cảm thấy là thực sự là cái lựa chọn của mình ngay đó thực sự là sáng suốt đó. Để bây giờ mà em ở đây nhưng mà hệ thống của em có khắp cả nước và em không cần phải, đặc biệt là em không cần phải ở đâu đâu nghĩ đến vốn hay là nghĩ đến mặt bằng hay là nghĩ đến cái duyên mà đi đòi nợ giống như ngày trước đấy. Đó là cái điều mà em cảm ơn CVT, bởi vì CVT đã mang lại cho em được những cái giá trị như thế. Rất là tuyệt vời. Một chút nữa chúng ta sẽ quay lại với lại thủ lĩnh Hoàng Thị Tám xem là cái sự tuyệt vời đấy nó cụ thể như thế nào, đúng không? Thế còn ba người phụ nữ hôm nay có một cái sự trùng hợp rất đặc biệt là chúng tôi đều cùng đi cái chuyến du lịch trên tàu 19 tầng 6 sao quanh cái thế giới Ả Rập. May mà lúc đấy nó chưa có Covid thì không mà chúng tôi là bị cách ly trên cái tàu mấy nghìn con người đấy thì vô cùng nguy hiểm, đúng không? Thế còn xin mời thủ lĩnh Lê Thị Thương, thủ lĩnh Lê Thị Thương có thể chia sẻ cái lý do mà tại sao của những Lê Thị Thương lại ra quyết định một cách rất là mạnh mẽ khi kinh doanh cùng Sibri và có một cái sự thành công rất là nhanh chóng và một cái sự bứt phá rất là ngoạn mục. Và chia sẻ xem là cái cuộc sống này, con người này, tư duy này, sức khỏe sắc đẹp này, kinh tế này, vân vân, nó thay đổi như thế nào sau một cái quá trình làm với Sibri. Xin mời thủ lĩnh Lê Thị Thương. Vâng ạ. Lúc này chia sẻ về cái nỗi đau ấy, thương kể một cái chi tiết mà thương nhớ mãi luôn, và nó có lẽ là cái động lực rất là lớn với thương. Có một lần là thương đang đi giày ấy, thì sáng do cái sức khỏe của mình cho nên sáng ngủ dậy rất là mệt và say sẩm,
thì thường ra trạm xá gần nhà thì đo huyết áp là huyết áp xuống còn 60 và bạn làm ở trạm y tế xã ấy, bạn ấy bảo là chị nghỉ ngơi, chị nên nghỉ ngơi chứ bây giờ chị đi ấy, chị dễ bị tức là nguy hiểm lắm, chị phải nghỉ ngơi. Nhưng mà thương biệt là cái công việc của mình ấy, bây giờ đột xuất mà mình bảo nghỉ như thế thì không được, mà trong lúc là cái sức khỏe của thương cái chuyện nghỉ tương tự như thế nó cũng nhiều lần rồi, cho nên mình cảm thấy rất là khó. Thế là tiêm một cái mũi serê, tiêm một cái ống serê. Thương thông thường của thương là thương cứ tiêm một cái ống đó 130.000 thương tiêm xong là thương xách cặp, thương xách cặp để thương đi dạy. Và giường bên kia cũng có một người phụ nữ lớn tuổi hơn thương, cùng xuống huyết áp như thương, thì có người nhà hai người luôn, hai đứa con chăm sóc dìu đi. Còn thương ấy thì tiêm một liều xong thương phải xách cặp để thương đi dạy, và trên đường thương đi xe từ cái trạm y tế xã mà lên trường của thương đấy, cái sống mũi mà nó cay mà cái nước mắt nó ứa ra, và thương cảm giác là thương cay cho cái thân phận ấy. Lúc đó cái cảm giác thân phận nó trồi lên kinh khủng. Thương nghĩ rằng là mình cần phải làm một công việc nào để khi mình ổn mình được quyền nghỉ. Những cái khi mà nó đối có thể bạn ấy cảnh báo thương là chỉ có thể là bị đột quỵ ấy, chỉ có thể bị đột quỵ vì cái huyết áp của chị xuống đến mức này rồi, mà nó thấp chị vẫn phải nghỉ, nhưng mà thương thì không được phép đấy. Cho nên là cảm thấy rất là tủi thân và quyết định rằng là cần phải làm một cái gì đó để thay đổi cái công việc của mình để mình được nghỉ những khi mình cần như thế này. Và có lẽ là thương khát khao thì ông trời đã gửi cơ hội cho thương đấy, ông trời đã gửi cơ hội cho thương. Và khi thương ra quyết định cái đột con thuyền thứ nhất là cái con thuyền mà mỹ phẩm mà lúc nãy thương nói ấy, vì thương thấy là ở bên kia thực sự thương là khổ chủ, thương gọi là đại lý mỹ phẩm, là ba chủ mỹ phẩm, nhưng mà thật ra là thương là nô lệ của công việc đấy. Thương gần như là thương đi đâu thì cái thương không thể đi đâu, vì thương đi đâu là cái hoạt động kinh doanh của thương nó bị ảnh hưởng. Và thứ hai là cái công việc đi dạy của thương mặc dù thương rất là yêu, nhưng mà nó có những cái gò bó và có những cái bất lực, rồi là cái thu nhập nó cũng không tương xứng. Thương bản thân thương nghĩ rằng là mình trẻ này, mình có nhiều ước mơ này, tại sao mình có khả năng này, tại sao mình lại cứ phải là có một sự lựa chọn mà từ đầu đến cuối mà mình biết là tương lai của nó như thế nào. Nhìn những người sắp về hưu ấy, là thương biết thương sẽ như họ. Và khi thương khát khao như thế thì nhờ một thông tin lúc này thương chia sẻ thì thương đã nhìn thấy cái cơ hội đấy, đó chính là cái giá của sản phẩm. Và khi thương đi tìm hiểu sâu, thương nhìn những con người ở trong cái hệ thống của chúng ta, những người mà rất là già đấy, những người rất là già rồi gọi là cố định ấy, bây giờ nhà chúng ta mới biết là cố định là thanh niên nhiều tuổi thôi, nhưng mà ngày đó thương nghĩ rằng cố định rất là già, mà cô không có rành công nghệ, mà trong mình biết là thế mạnh của mình là công nghệ, mà cô còn làm còn lấy được xe hơi đấy. Mình trẻ như thế này, mình đáng đồng như thế này, thậm chí là thương rất tự tin, mình nghĩ là mình thông minh, EQ của mình cao như thế này, tại sao mình không làm được. Cho nên là khi đó thương hết sức tự tin ở bản thân mình. Và cái ngày thương đi rít kem số 9 ấy, đó là cái gọi là thời khắc lịch sử của thương. Người hướng dẫn của thương bảo đi là thương đi, chứ thương không biết rít kem là cái gì cả, nhưng mà đúng thật ra đó thì mới đúng là cái nơi mà gọi là lột xác trở nên giàu có ấy. Thương không bao giờ nghĩ là trên thế giới này lại tồn tại một cái môi trường gọi là kinh doanh mà tuyệt vời như thế, một cái trường học đào tạo về kinh doanh làm phúc hưởng lộc hay như thế. Thương đã đi đào tạo về mỹ phẩm á, họ chỉ đào tạo làm sao mà để có nghĩa là gọi là vắt kiệt sức của mình để mình làm việc, mình cống hiến để mà tăng cái doanh số cho họ thôi, chứ họ không có đào tạo về cái cốt cách, cái gọi là cái chân thiên mỹ của cái gốc của con người như thế này đâu. Và thương cảm giác là thương vào đấy không những là đời thương sẽ được hưởng, mà đời con của thương, bởi vì khi mẹ nó hoàn thiện thì dĩ nhiên là mẹ nó sẽ biết giáo dục con nó. Cho nên thương cảm giác nó quá hoàn hảo, quá là đúng với cái ý niệm của thương rồi. Thương chắc chắn là thương sẽ thành công. Và thương đã ra quyết định ở ngay cái thương nhớ mãi đấy, chắc là anh Cương vẫn còn nhớ cái sự kiện đó. Thương đã ra quyết định là đột cái con thuyền mỹ phẩm, mà trong lúc là nhà vẫn đang rất là nhiều hàng tồn đấy, đột cái con thuyền mỹ phẩm. Thông thường thì người ta chờ thanh lý vớt lại vốn cái đã rồi người ta mới chuyển việc. Còn thương nghĩ thế này, ngày đó thương cũng có một cái lời có ý nữa, và thương cũng nghĩ rằng là mình đã ở trên đỉnh cao của thành công mà mình đi thì nó mới thu hút. Còn nếu mà mình vớt hết vốn rồi mình xuống rồi, có như mình sập rồi mà mình đi, lúc đó là nó thương quá, thương lắm. Cho nên là thương ra quyết định mạnh mẽ, và thương
gần như là tốc lực mình làm, thương chọn là đi nhanh, thương thương biết rằng là tiền yêu tốc độ. Và lúc đó thật sự là cũng không phải nghĩ đến tiền nhiều đâu. Tiền là một phần, bởi vì là thương nghĩ là rằng là kiểu gì mình cống hiến, mình nỗ lực nhiều ấy, tiền cũng nó sẽ có. Nhưng mà thương lúc đó thương hoàn toàn là làm với một cái sự gọi là tri ân Siberi, nó mang đã mang lại cái sức khỏe cho mình. Và thường làm bởi vì cái sự đam mê và cái năng lượng của người mới ấy. Bây giờ thỉnh thoảng mình cứ nghĩ lại rằng là tại sao các bạn mới vào mà không bùng bắn liên tục như thường ngày xưa. Bởi vì cái người mới ấy, tôi không hiểu sao mà cái năng lượng của người mới nó kinh khủng lắm. Ngủ cực kỳ ít luôn, từ 54 cân thường xuống 49 cân. Mặc dù thường khỏe bởi vì thường dùng sản phẩm Siberi, nhưng mà hốc hác, mọi người thấy răng thường thì hô này. Đấy, cho nên là răng toàn đóng mà đã giá đinh thương ấy. Các anh chị gặp thương đã lên án là em làm cái gì thì làm, em phải giữ sức khỏe. Chứ bây giờ là nhìn thân tàn ma dài. Nhưng thương biết rằng là cái con đường này thì mình cần phải trả giá. Thứ nhất là cái thời gian, cái sự tập trung. Không thể nào mình vừa là muốn là giá mình này, rồi là bầu bình này, rồi là mọi thứ như cũ mà lại muốn là thành công được. Mình ít nhất là mình... cái giá của chúng ta trả đây là cái giá thức khuya dậy sớm và sự nỗ lực, cái sự hành động thật sự nghiêm túc với công việc ấy. Thì thương rất là ngạc nhiên, sáu tháng kể từ ngày thương bắt đầu làm việc ấy, thì kết quả kinh doanh đó là thương đã được tham gia dự án xe hơi Siberi, và ngày hôm nay là ngày Facebook nhắc đúng một năm bốc biển 22087, một cái biển số mà nó rất là đẹp đấy. Và cái xe nhỏ là một cái tài sản đầu tiên giá trị nhất của thương mà Siberi đã dành tặng cho thương, và biểu tượng cho cả đội sự cố gắng của đội ngũ nữa đấy. Và sau nữa đó là những cái chuyến du lịch. Chuyến đầu tiên là cái chuyến đi Dubai. Hôm qua coi truyền hình thì thấy ở bên kia bắt đầu là nhiều cái nơi mà bị ảnh hưởng của virus, giá dầu mỏ của cái vùng đó bị sụt giảm. Và nhìn những cái chữ Ả Rập ấy, nó thương nói với con thương là mẹ nhớ Dubai rồi. Mẹ con bảo là thế thì mẹ sang bên kia mẹ ở được không? Đấy là nhà của mẹ, nhưng mà mẹ sang bên kia mẹ thăm thôi. Nhưng mà mẹ yêu cái nơi đó vô cùng ấy. Thấy cái chữ Ả Rập là mẹ nhớ, và dừng cơm lại để nhìn họ xem thử là có phải là họ quay những cái đường phố mà mình đã đi qua không. Cái chuyến du lịch mà nó gọi là lần đầu tiên thương được đến một cái nơi mà gọi là giống như là cái nhân vật Rose trong cái phim Titanic ấy. Nó có nghĩa là bước vào một cái xã hội thường lưu ấy, mà chưa bao giờ một đứa mà chưa bao giờ ra khỏi Việt Nam như thương lại được đi. Rồi cái chuyến thứ hai là một cái chuyến Hàn Quốc, được đi để thăm lại những cái ký ức của cái ngày mà chúng ta học cấp 3 phim truyền tình mùa đông ạ. Rồi là đặc biệt là cái chuyến vừa rồi ấy, là cái chuyến mà đi cùng với các thủ lĩnh trên một cái chuyến du thuyền 15 tầng 66 dành cho những người chỉ có thường lưu, chỉ có những người xã hội thường lưu, những người biết ăn, biết chơi, biết thưởng thức mới được đi cái chuyến đó. Dĩ nhiên là Siberi thì luôn may mắn. Siberi thường tin là luôn biết sắp đặt may mắn cho những người là gọi là con cháu của Siberi. Tại sao không phải là bây giờ mà là ngày kia, để khỏi về cái ảnh hưởng của dịch bệnh như thế này. Và cái kinh doanh thông minh này, anh Cương cho em chia sẻ một tí nữa nhé. Em đang quá xúc động này. Mọi người biết là thường đang ở nhà và thường đang phải cách ly tự nguyện virus corona, bởi vì vừa rồi thương và chồng vào Đà Nẵng để đón hai đứa con thương về. Mặc dù là mình chỉ di chuyển bằng phương tiện cá nhân của mình đến chỗ nhà anh em của mình ở đó và mình đi về thôi, không đi đâu cả, không cà phê, không ăn sáng gì cả. Nhưng mà mình là thủ lĩnh Siberi, mình phải làm gương, mình bảo vệ cho cộng đồng của mình, bảo vệ cho an toàn của bản thân mình. Cho nên thương tự nguyện cách ly, ngày này là ngày thứ ba, cả gia đình thương đóng cổng và chỉ sinh hoạt ở nhà. Thực phẩm là mọi người treo trước cổng, rồi tiền thì trả sau, bởi vì tiền trả thì mọi người cũng sợ lấy virus chẳng hạn. Nhưng mà thương vẫn hoạt động kinh doanh bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thì đây mới chính là kinh doanh thông minh mà gọi là đỉnh của đỉnh, không có thể nào nơi nào mà có được. Và thương cũng sẽ là một phút nữa thôi, thương sẽ dành lời cho hai thủ lĩnh còn lại là sao nữa. Cái mà thương được rất là nhiều ở đây, ngoài cái sức khỏe tuyệt hảo mà thương có, mọi người thấy là từ chỗ là 49 cân bây giờ là trả lại 54 cân như ngày xưa rồi, mà lại là mất đi những cân mở thừa mở xấu, mất đi căn bệnh ngày xưa, còn bây giờ lại là một thương được lột xác về sức khỏe.
mọi người thấy thương thân thái hơn đúng không ạ? Đấy, và cái thứ hai á, đấy là cái ngoài cái giá trị vật chất, tiền là phần thưởng thôi, cái thương được đấy chính là cái sự phát triển bản thân vượt bậc. Ngày xưa anh Cương biết đấy, mọi người, nhiều người biết thương là khá là nóng tính, cái phản ứng ấy, tức là một vấn đề thương phản ứng rất là nhanh, một vấn đề phản ứng, nhưng mà đến bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại cũng không biết tại sao dạo này mình điềm đạm đến như thế. Tức là một vấn đề mình giãn ra thời gian, mình kiểm tra phải trái xem thế nào rồi mình mới phản ứng. Và đến bây giờ cái tâm của mình ấy, cái tâm thương thương chia sẻ với chồng thương, cái thương nói với chồng thương là sao này, cái tâm của em nó như cái kẹt bạc ấy. Tức là nó trịch xuống một cái mà gọi là bất biến luôn ấy. Cái tâm mà nó giống như cái kẹt bạc ấy, nó cứ đúng đó một chỗ và không có biến động bởi vì bất cứ cái chuyện gì xảy ra. Đó là cái mà thương biết ơn Siberi, biết ơn hệ thống S169, biết ơn cái trường làm phúc hưởng lộc này và biết ơn các thủ lĩnh, và thường xin dành lời cho những thủ lĩnh còn lại. Quá là tuyệt vời, thực sự là nghe cái câu chuyện của thủ lĩnh Lê Thị Thương Cường thấy rất là xúc động, trong một cái thời gian rất là ngắn, đúng không? Chỉ có 6 tháng thôi. Và ta với Siberi bằng một cái sự nỗ lực và tập trung, cuộc đời đã thay đổi. Đấy, và chưa tới một năm thì đã có một cái cuộc sống tự do, tự tại, hoàn toàn một cách đúng nghĩa. Đấy, và bản thân Cường cùng Lê Thị Thương đã có 2 chuyến du lịch cùng nhau, đấy là Hàn Quốc và cái chuyến du thuyền 19 tầng 6 sao vừa rồi, và cùng cả lĩnh Phan Thị Huyền nữa. Lĩnh Phan Thị Huyền chia sẻ là xem là cái cuộc đời nó đã thay đổi như thế nào, đơm hoa kết trái ra làm sao từ khi mà làm Siberi, và nhìn thấy những cái giá trị gì, cái điều tuyệt vời gì ở Siberi mà ngày xưa mình không có được và bây giờ mình đạt được. Xin mời thủ lĩnh Phan Thị Huyền. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất tuyệt vời của thủ lĩnh Lê Thương, và cảm ơn câu hỏi của anh. Thì mọi người biết đó là từ khổ chủ ạ. Và Huyền có một cái khát khao, mọi người biết không? Huyền thấy em gái mỗi dịp hè được đi du lịch với chồng là em gái là bảo khi nào chị được như chị. Tức là nhìn cái cảnh suốt ngày từ nhà đến chợ ra rồi đến trường con đây, rồi ra đến cửa hàng, cứ vòng quanh luẩn quẩn như vậy trong mười mấy năm. Đây thì bắt đầu có một cái mong muốn là được tự do và tìm rất nhiều cách như vậy rồi ạ. Và bắt đầu của Huyền đó là nghĩ đến một cái điều gì mà mình được thoát khỏi cái điều mà ngày xưa mình nhầm tưởng là chủ đấy, thì nó chính là khổ chủ. Mình đi làm người phục vụ mà, người bữa đang ăn cơm mà khách hỏi để ra lấy cái máy là phải chạy ra lấy cho họ. Còn nhiều bữa cách làm qua trưa ăn 2-3 giờ chiều là chuyện bình thường. Đấy, nên bắt đầu Huyền tìm một cái giải pháp, và mọi người biết là Huyền bứt phá là được bắt đầu từ một ngày đó là của Mỹ. Tức là Huyền bắt đầu tìm con đường là không ở cửa hàng nữa mà bắt đầu nhìn ra một cái tầm nhìn mới, bắt đầu sang kinh doanh theo mạng. Vì Huyền được một người chia sẻ là cái ngành này, và Huyền cũng có mơ ước rồi, nhưng mà bắt đầu là từ sản phẩm. Thì Huyền bắt đầu, mọi người biết là khi sinh bé thứ 3, thứ 4 xong ấy thì sức khỏe lại có vấn đề nữa. Đó là vừa béo, vừa mủn, vừa nám, vừa nội tiết tố khô hẳn, nói chung là rất là khổ. Thì bắt đầu Huyền đi tìm giải pháp, và đồng thời gặp cái cơ hội đấy là sản phẩm của Mỹ. Thì Huyền dùng và kết hợp làm việc suốt 3 năm rưỡi. Thì mình nghĩ đây là con đường mình chọn đó là quá tuyệt vời rồi. Dốc tâm để làm đó, hành động một cách gọi là cũng điên cuồng làm việc, và thậm chí không thèm biết sơ đồ luôn, chỉ nghĩ rằng làm để thành công. Người ta làm được mình làm được, thì làm hết sức có thể. Và bắt đầu đầu tư thời gian, cũng học, cũng đi rất là nhiều sự kiện, rồi bắt đầu là dùng sản phẩm rất là nghiêm túc đấy, và đặc biệt là còn chia sẻ sản phẩm cũng rất là đều đặn nữa. Và 3 năm rưỡi thì mọi người biết là Huyền giúp được rất nhiều người thay đổi sức khỏe đó, và bản thân mình cũng khỏe hơn. Nhưng một điều mà Huyền vẫn băn khoăn dai dứt đó là mình chưa cải thiện được làn da của mình, chưa cải thiện được vòng eo của mình. Đó, điều mà Huyền trăn trở đặc biệt là cái nám rất là nhiều, mụn và nám rất là nhiều. Đó, thì bắt đầu, tức là, và đặc biệt là trong công việc, Huyền lại nhìn thấy một cái điều mà cái đích là thành công đấy, nếu như mình đi 10 năm nữa liệu có đến được hay không? Bởi vì nó quá xa vời, vì quá nhiều áp lực trong quá trình làm việc. Đó, đặc biệt nó là áp lực về điểm doanh số này, áp lực về khách hàng, bởi vì họ bỏ cuộc rất là nhiều, bởi vì họ không đủ điều kiện để theo vì sản phẩm nó giá nó quá cao. Đó, mặc dù sản phẩm tốt nhưng giá quá cao. Rồi một vấn đề nữa là khách hàng không đủ điều kiện để theo, mặc dù họ biết tốt đấy, vì tiền họ không đủ để dùng, và họ dùng họ còn bỏ cuộc. Và đặc biệt một vấn nạn mà Huyền cảm thấy bất an nhất trong quá trình làm việc đó là gì ạ? Phá giá. Mọi người biết làm việc mà mỗi người bán một giá, thì bản thân Huyền là một người, Huyền là bỏ truyền thống, bởi vì truyền thống là người làm việc mua 5 thì phải bán 6-7 mới có lời, đúng không ạ? Mà sang một cái ngành nữa là mình lấy từ giá 50% thì có 400 mấy có người bán lên 700-800, nó gần gấp đôi. Nên là khách hàng người ta không có những cái phản ứng trực tiếp, người ta bảo là mình có làm bán nhầm giá, rất là ngại. Và bản thân Huyền thì là rất là ngại việc lời lại, nên là mình cảm thấy băn khoăn dai dứt. Và đặc biệt nên là Huyền cảm thấy dày với những người mà Huyền bán hàng cho họ, không dám nói thẳng với họ về giá, cảm thấy ngượng mồm ạ. Bởi vì mình biết giá đấy là mình đã có lời trong đấy rồi, bởi vì quy định mình làm đúng, nhưng mà bản thân lương tâm mình lại cảm thấy ai nấy. Và cuối cùng là
Huyền ban đã bắt đầu có những cái suy nghĩ rằng liệu mình có tiếp tục với con đường này hay không, bởi vì Huyền cảm thấy nó quá nhiều cái vấn đề mà trên con đường mình đi. Thì bắt đầu được một thông tin là một người cũng ngày xưa dùng sản phẩm với Huyền chia sẻ cơ hội, nó là cái sản phẩm Riri của Nga vừa tốt vừa rẻ, thì bắt đầu làm một cái phản ứng cực kỳ khó chịu, đó là tốt vừa rẻ làm chứ có ai nghe mà dễ tin không ạ. Và Huyền cãi, Huyền khó chịu, nhưng điều Huyền đón nhận và Huyền nhìn ra đó là khi Huyền thấy chỉ thay đổi hoàn toàn lột xác khi mình gặp lại sau 3 tháng. Và mọi người biết là tính thì đã thích đẹp và thích khỏe và thấy họ đẹp và khỏe thì bắt đầu mình tò mò thôi. Và đúng từ một hộp trà tê, đó là điều mà làm thay đổi cuộc đời Huyền từ một hộp trà. Nên bây giờ Huyền có một cái chia sẻ với tất cả những người mà biết đến sản phẩm Siri, hãy dùng thử một sản phẩm nếu như ai còn nghi ngờ, bởi vì đưa vào nó rất là khác biệt với những gì Huyền đã dùng trước đây hơn 3 năm đó. Và chính hộp trà đã làm cho Huyền có cái sự tò mò và bắt đầu tìm hiểu, và cũng rất là nghiêm túc, bởi vì qua quá trình dùng thì Huyền đã tìm hiểu từ ngày 8/3 Huyền biết, nhưng mà 8/3 là thấy thực sự về sản phẩm sau một cái cuộc liên hoan, thì bắt đầu đến 9/10/11 tìm hiểu 4 ngày liên tục và quyết định bắt tay vào để hợp tác. Bởi vì Huyền nhìn ra cơ hội ở đây đó là sản phẩm giá hợp lý, rất đa dạng, và đặc biệt đó là cơ hội cái sơ đồ á. Huyền được phân tích sơ đồ, Huyền cảm giác đây là con đường mình đã chọn, và Huyền quyết định hủy mã số hợp đồng sau 1 tháng kết hợp làm. Và mã số bên kia không, cũng giống như thủ lĩnh Thương, tức là Huyền đang ở đỉnh cao, đang có thu nhập bên kia cũng 17 triệu một tháng, 18 triệu đấy ạ, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà sang bên này Huyền thấy Huyền làm bán thời gian, tháng đầu tiên 15 ngày Huyền có 7 triệu. Và tháng thứ hai Huyền quyết tâm làm thì Huyền có hơn 15 triệu, gần 16 triệu. Đó, và mình nghĩ rằng nếu như cơ hội này mình tập trung một chút nữa thì chắc chắn sau này còn tuyệt vời hơn. Và bắt đầu Huyền hủy mã số hợp đồng bên kia luôn. Hủy mã số mà đến nỗi sai like thôi, gọi điện tới tấp bảo là rồi tại sao chị lại hành động như thế, bọn em còn tiếc được như chị, tại sao chị lại nghỉ đi, sao tiếc thế chị đấy. Tức là người ta có những lời lẽ rất là tiếc nuối, nhưng bản thân Huyền lại không nghĩ vậy. Huyền thì nghĩ đơn giản rằng cái tốt là kẻ thù của cái vĩ đại, và bắt đầu Huyền sắm tay vào Huyền làm, và làm điên cuồng. Theo Huyền có cái tâm niệm đã đúng một năng lượng người mới, và đặc biệt nhìn ra cơ hội, nhìn ra con đường ở đây, và đặc biệt cái sản phẩm Huyền chia sẻ cho ai họ cũng đón nhận hết. Và Huyền ước một ngày phải là 60 tiếng để Huyền làm việc mới đủ được, bởi vì không đủ thời gian để làm việc luôn. Làm việc gọi là đúng là chia sẻ như hơi thở, ăn cơm cũng nhắn tin tít tít tít. Và buổi đêm miễn là 11 giờ 11 rưỡi mà ai còn tương tác là Huyền gọi điện, Huyền nhắn tin. Thậm chí có hôm trốn chồng ra tận ngoài cầu thang, từ trên cầu thang ra sân phơi là kín, và không ảnh hưởng đến mọi người, bắt đầu là nói chuyện với khách hàng. Tức là mình chia sẻ, mình cảm thấy năng lượng nó dồi dào, luôn luôn muốn nói chuyện với những người mình Huyền gặp và họ nghe mình nói. Và chỉ có 6 tháng rồi cuộc đời Huyền như mơ. Anh Cường có nhớ là anh hỏi Huyền trong một cái buổi Zoom là em ước thu nhập bao nhiêu, Huyền ước có 30 triệu, mà đúng em ước là tháng 9 là 30 triệu, thì tháng 9 em được 30 triệu và em mở luôn danh hiệu là nhà chuyên nghiệp và em lấy xe hơi. Đấy, tức là cái xe mà em nghĩ là cuộc đời em có lẽ nếu như nuôi 4 đứa con và làm truyền thống như ngày xưa thì 15-20 năm nữa em cũng chưa nghĩ chuyện em có xe. Tại vì nuôi 4 đứa con trong thời gian bây giờ học hành rất là tốn kém đúng không ạ? Đấy, nhưng mà em là có xe trong vòng 6 tháng, em nghĩ cuộc đời như mơ. Nhưng mà điều tuyệt vời nữa là sau 6 tháng đấy thì bắt đầu là những người em chia sẻ lại có thu nhập như em, lại cùng có xe hơi như em. Đó là những bạn rồi có bầu có 5 tháng thôi. Em chia sẻ nhưng mà lúc đầu cũng nghĩ em không làm được, nhưng cuối cùng cũng hành động cũng giống như em, và bắt đầu những người đấy lại thành công. Và bây giờ em có một đội ngũ sau 2 năm, mà người không thể tưởng tượng được là 3.000 người, ai cũng có thu nhập cả, ai cũng khỏe, ai cũng đẹp, ai cũng vui vẻ, đặc biệt là cái tình yêu thương, cái môi trường mà em nghĩ trời ơi chỉ có trong series mới có ạ. Thì gặp nhau là cười, gặp nhau là cảm thấy đó, năng lượng trao tạo cho nhau đấy, không có sự cạnh tranh, không có sự là chèn ép, đặc biệt là dẫm đạp nhau như ngày xưa làm truyền thống, và đặc biệt nữa là cái môi trường mà cùng hỗ trợ nhau để thành công đó. Và sau 2 năm làm việc, em vừa được xe nè, em vừa được khỏe được đẹp nè, nám hết mụn hết nè, cơ thể là trở lại như tuổi 20, hết khô hẳn. Và đặc biệt nữa là em lại cùng có những đồng hành, đó là em gái và em dâu đấy, những người mà ngày xưa sau 1 năm em làm chưa quan tâm, lấy xe chưa quan tâm, nhưng thấy em khỏe em đẹp, và chính em gái em lại là người gọi điện để cho em dùng sản phẩm gì mà mặt chỉ hết nám thế đấy. Và 2 năm vừa rồi em gái em còn ước được như em, tức là em đi du lịch những chuyến mà em gái bảo là trời ngày xưa em nhìn nói chị, bây giờ em ước được như chị đấy, tức là ngày xưa em nhìn thấy nó đi du lịch em có giờ giống như em được đi như nó đâu, nhưng bây giờ nó lại thèm được như em. Nên là bây giờ em gái em dâu đều cùng bắt tay vào làm series, và em tin rằng nếu như doanh nghiệp gia đình em với cái tốc độ thế này, với niềm tin thế này, và đặc biệt em gái út phát triển bản thân rất tốt, vào đây em đã được giải tỏa tâm lý, và đặc biệt nữa là một cái cơ hội nhìn ra đây là cho cuộc sống em thay đổi. Đấy, nên là bây giờ nói chung là em chỉ muốn gửi gắm đến mọi người là ai đang biết đến cơ hội Siri thì hãy đón nhận và hãy làm đó, cho đi thoải mái ạ.
thu cái gì đến nó sẽ đến, đó là những phần thưởng rất là xứng đáng. Vâng, cảm ơn anh. Quá tuyệt vời, đúng là những cô giáo rồi những bà chủ solo mà khi mà giống như là nắng hạn gặp mưa rào đúng không, khi mà cái sự là mọi thứ nó đã sẵn sàng rồi, đặt lên đúng bệ phóng và nó phóng vút, chỉ có 6 tháng, chỉ có 8 tháng cuộc đời nó đã thay đổi. Phải nói rất là tuyệt vời. Một người phụ nữ 4 con sinh năm 77 chính là thủ lĩnh Phan Thị Huyền. Một người phụ nữ cũng rất là tuyệt vời Lê Thị Thương sinh năm 1983, thế còn Hoàng Tám sinh năm 88 thì cuộc đời đã thay đổi như thế nào và tình yêu của em với sinh như thế nào, xin mời Hoàng Tám. Vâng, cảm ơn anh. Thực ra thì khi mà sản phẩm ngấm vào người em có kết quả sản phẩm, tức là khi mình khỏe rồi và em cũng lấy liều trình cho mẹ dùng, mẹ cũng khỏe, gọi điện về thấy sắc mặt mẹ hồng hào, mẹ bảo mẹ ăn ngon hơn, mẹ ngủ ngon hơn đó. Thì khi đó, thực ra khi đó em chưa nghĩ đến tiền đâu, vì kinh doanh truyền thống bên kia thì em cũng đã kiếm được thu nhập bên kia với công việc cũ của mình á, là em cũng kiếm khá tốt rồi, mọi người cũng nhìn vào em là mọi người cũng ao ước rồi. Nhưng mà khi mà kết quả sản phẩm thì cái đầu tiên em muốn là em muốn trao đi cái giá trị của sản phẩm, em muốn lan tỏa cái giá trị sản phẩm để cộng đồng ai cũng có thể sử dụng cái sản phẩm đó. Bởi vì trước đây đi chia sẻ với mọi người một tí là mẹ em sinh 9 đứa con đó, và một người phụ nữ sinh 9 đứa con thì mọi người phải biết được rằng là gần như cái cột của ba là đã mất đi rất nhiều rồi đó. Em đã tìm rất nhiều giải pháp, kể cả là trước đấy có những cái sản phẩm như cao hổ chẳng hạn đấy, nó đắt như thế nhưng em vẫn đã lấy, em cũng đã mua cho mẹ dùng luôn. Tức là em đã tìm rất nhiều giải pháp cho mẹ, nhưng mà cứ tháng nào đều đặn thì ba cũng phải đều ra cái nhà thuốc đó, gần như là tháng nào ba cũng đều đặn quyên góp cho nhà thuốc đó từ 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng mà từ cái ngày mà em làm CBD đến bây giờ thì gần như là mẹ em không ghé cái cửa hàng thuốc đó, và ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đặc biệt là đi đâu á mẹ cũng được người ta khen là ôi dạo này bác khỏe thế, dạo này đấy. Đó là cái niềm hạnh phúc mà khi em làm trong cái mảng này. Khi mới đâu á thì không nghĩ đến kinh doanh nhiều mà chỉ nghĩ là giá trị của cháu đi, và vô tình mình lan tỏa được cái tình yêu thương, cái tình yêu sản phẩm đó thì mọi người cũng cảm nhận được. Và đặc biệt ở trong này nó có một cái hay thế này, tức là em dùng tốt, em giới thiệu cho người khác mua dùng, và công ty chi trả cho em một cái khoản hoa hồng nhỏ, đó là khoản hoa hồng giới thiệu. Và em không nghĩ rằng là sau hơn 1 năm hợp tác với CBD thì hệ thống của em đã có hơn một nghìn người đó, và họ cũng tư xuất phát là cái việc là họ yêu, họ tin, họ quan tâm đến sức khỏe của họ, họ quan tâm đến sức khỏe của gia đình họ đó. Còn để quay lại một chút về quá khứ rằng giữa việc tại vì sao mà em lại quyết định chọn với ngành này, đó là trước đấy thì kinh doanh truyền thống của em cần vốn rất là nhiều đó, và thậm chí là khi mà nhìn ra cái sơ đồ, cái sức mạnh của nó thì em thấy là ở bên này vốn nó cực kỳ nhỏ, thậm chí vốn nó nói có thể là mọi người thông cảm một tí, có chỉ bằng một bữa em đi mua sắm thôi đấy, con vốn bên rất là lớn đó. Đó là cái mà mình đau đớn nhất, và đặc biệt là cái mặt bằng nữa, thì kinh doanh truyền thống mình phải chọn mặt bằng đẹp và phải thường xuyên là từ 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần là bọn em phải dồn cả cục để đóng tiền nhà cho người ta đó. Và ở trong này khi đến bây giờ là em vẫn gọi là cái nỗi đau của em, nó là thực ra em rất thích ô tô, em thích ô tô lắm luôn ý, nhưng mà vì chồng không tin vào ngành này, và chồng thì lại muốn em hướng nội, chồng muốn em hướng nội là muốn em ở nhà chăm sóc con cái, lo gia đình đó, cho nên là chồng không đồng ý cho em vậy đó. Nhưng mà em rất thích ô tô nên là cái mục tiêu của em là mẹ chứ không phải là những cái xe bình thường nữa đó, nên là đó cũng là cái để mà động lực để cho mình cố gắng. Rất là tuyệt vời, em có một cái động lực như vậy ấy, thì chắc chắn em sẽ đạt được thôi. Em làm CV bây giờ được hơn 1 năm đúng không, và em mất bao nhiêu thời gian thì mọi thứ nó đã thay đổi hoàn toàn và em thấy cuộc đời đẹp như mơ. Thực ra khi để chia sẻ một cái này, tức là khi mà em hiểu được cái giá trị của thu nhập phụ đồng á, trước đấy á, là em đã biết về ngành kinh doanh em hôm nay rồi, tức là em vẫn thích rồi,
nhưng mà cái công ty cái cũ đó không có cái điều kiện, không tức là cái sơ đồ đó không phù hợp với em tại cái thời điểm đó, nên em không làm, em chỉ tham gia một thời gian thôi, em chỉ trải nghiệm sản phẩm thôi. Em vẫn thừa nhận là sản phẩm của nó cực kỳ tốt, nhưng mà cái giá thành của sản phẩm với là cái sơ đồ không giúp mình thành công được tại cái thời điểm đó. Nhưng mà đến khi mà em sinh bé thứ hai ấy, nếu như kinh doanh truyền thống á, ngay trước á, em sinh bé thứ nhất á, thì thậm chí vì cửa hàng của mình thì lúc đấy mình cũng gần như là mình sinh thì không ai quản lý nhiều, nên là thậm chí là thất thoát vốn nhá, thất thoát đấy. Nhưng khi đó em còn có em còn quay sang cho vay nặng lại nữa cơ đó. Mà em vẫn bây giờ thì thời gian nó cũng không còn nhiều ấy, em có thể chia sẻ là em nhận được những cái giá trị thực sự gì từ Sibri mà ngày xưa em không đạt được? Đó là cái giá trị thu nhập thụ động. Vì khi em sinh bé thứ hai là em lên tư vấn viên cao cấp. Nếu như kinh doanh truyền thống lúc đó là thu nhập của em gần 20 triệu. Đó. Vậy nếu như em nghĩ rằng nếu như trước đó mà em kinh doanh truyền thống chắc chắn ăn lấy ở nhà và ôm con nhỏ như thế, thì thậm chí mình là cái máy gì, mình là cái máy tiêu tiền chứ không phải là mình có được từng đó tiền. Đó. Khi đó em mới nhận ra cái giá trị của trong ngành này, đó là thu nhập thụ động. Và hiện tại thì là em vẫn đang ở nhà chăm sóc hai con, mình vẫn ngồi một chỗ, mình kinh doanh được toàn cầu. Đó là cái giá trị trong ngành này. Vâng. Và ngày hôm nay trong cái lúc virus có rất là nhiều, chúng ta cũng rất là đồng cảm, thương cảm với lại nhiều những cái chủ doanh nghiệp khác, chủ những cơ sở kinh doanh khác, đúng không? Họ gặp rất là nhiều khó khăn do một cái rủi ro không mong muốn thôi. Nhưng chúng ta là những người hạnh phúc do cái nhân duyên, do cái sự lựa chọn. Ngày hôm nay thì rất là an lạc, rất là hạnh phúc, đúng không? Và có những cái dòng tiền thu nhập thụ động nó không dừng lại, mà nó lại trong cái thời với rất nhiều người thì nó tăng trưởng. Đó, và chúng ta thì nó lại đang tăng trưởng rất là tuyệt vời. Đấy, thế thì chủ lĩnh Phan Thị Huyền thấy cái thu nhập thụ động của CV trong cái thời khó khăn này nó như thế nào, và chủ lĩnh Lê Thị Thương, chủ lĩnh Phan Huyền trước nào. Vâng, mặt cái điều này mà em cảm thấy mỗi lúc em nghĩ là em hạnh phúc ở từng giây từng phút ở cơ hội CV đó. Bởi vì trong đợt dịch vừa rồi là giống như mọi người thôi, mình cũng bảo vệ cho mình và cho cộng đồng, nên là hầu như em ở nhà rất ít đi thị trường, hầu như không đi ạ. Đây, và chỉ có ở nhà, nhưng mà công việc mọi vấn đề vẫn được giải quyết rất ổn thỏa. Và thu nhập thì em hầu như không có một cái lăng tăng gì về thu nhập của mình hết. Thậm chí là hôm trưa em mới hỏi chồng là mấy hôm nay ở cửa hàng vậy có khách hàng thì không, anh bảo là tất nhiên là dịch thì người ta ở nhà bất đắc dĩ lắm mới đi hay hớm chi đấy. Tức là em biết là cái thu nhập ở cửa hàng chắc chắn nó sẽ không ổn định chút nào hết, nhưng em cũng không thèm quan tâm. Bởi vì thực ra từ lâu rồi cái tiền ở cửa hàng là một phần nhỏ trong số thu nhập của em thôi. Cho nên là cái việc mà hàng ngày bây giờ em cảm thấy an lạc từng ngày, bởi vì dù có thế nào, dù em đi du lịch nửa tháng, đợt tháng 12 thu nhập em vẫn tăng trưởng, không ảnh hưởng. Còn đợt dịch này thì thậm chí là còn tăng trưởng hơn, bởi vì khách hàng thường xuyên đặt những đơn hàng rất là lớn, bởi vì nhu cầu của cộng đồng thì đang cần bảo vệ sức khỏe, mà sản phẩm mình thì lại tăng hệ miễn dịch rất là tốt, cho nên là doanh số cứ tăng đều đều đấy, thậm chí là tăng hơn tăng trước nữa. Cho nên là của cái ngành em thấy rất là tuyệt vời chỗ là nguồn thu nhập thụ động, tức là từ dòng tiền nó đổ về và không phải là dừng lại một chỗ mà còn tăng trưởng hơn những tháng trước đây. Thế còn thủ lĩnh Lê Thị Thương Thường thì không còn nghi ngờ gì về cái thu nhập thụ động tuyệt vời như thế này nữa, bởi vì bây giờ là Thường cách ly cho đến cuối tháng mà Thường vẫn hoạt động bình thường, và chắc chắn là nhờ cái gọi là cái sức mạnh cái kinh doanh thông minh này, cái kinh doanh mà có cái đòn bẩy như thế này, Thường không cần phải đi đâu cả mà hoàn toàn ngồi một chỗ để kết nối với tư vấn viên, với những người mà đặc biệt là những người mà đang cần lắm một cái cơ hội mà có thu nhập, rồi là giải quyết cái công việc làm cho rất là nhiều người đang mất việc hiện giờ. Thì qua cái là talk show này, Thường cũng muốn nhắn gửi tới toàn thể tư vấn viên và đặc biệt là những người đang tìm hiểu CBD ấy, là nếu là đã biết được cơ hội này rồi thì nó là cái duyên, cái phúc của các anh các chị. Và kết quả thì không biết nói dối, những người mà đang ngồi ngày hôm nay là những người mà cũng rất là bình thường như các anh các chị, mà thậm chí là con gọi là con chưa kinh nghiệm bằng các chị mà còn làm được nữa, thì các chị sẽ làm tốt hơn. Và hãy tận dụng cái năng lượng của người mới ấy,
hãy tận dụng năng lượng người mới để bứt phá, để tạo ra được những cái giá trị cho chính mình và cho những người tin yêu theo mình. Tôi xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không, sau khi nghe những cái chia sẻ rất là nhiều cảm xúc của những người phụ nữ chịu thương, chịu khó, và trong một cái thời gian ngày xưa thì công việc kinh doanh cũng tốt rồi nhưng mà vô cùng vất vả, nó bán sức khỏe, bán sắc đẹp, bán thời gian để kiếm tiền. Từ khi mà hợp tác cùng tổ đoàn sức khỏe Siri, họ thay đổi như thế nào thì tất cả các bạn đã cảm nhận được, phải không ạ? Và chúng tôi ngày hôm nay, cái trường S69 của chúng tôi đã tạo ra hàng nghìn cuộc đời của những con người đã thay đổi đấy. Và chúng ta biết là mục tiêu của chúng tôi đó là kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp 5 châu 4 biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng nhau làm giàu tập thể. Và ngày hôm nay thì đặc biệt trong cái giai đoạn này thì nó lại có một cái sức lan tỏa một cách mạnh mẽ nữa, cũng là nhờ cái công nghệ, nhờ cái công nghiệp, ngành công nghiệp của cách mạng công nghiệp 4.0, và nhờ cái kinh doanh siêu thông minh, giá cả hợp lý, chính sách này vô cùng ưu việt như vậy, đúng không? Để tất cả mọi người đều có thể bước vào kinh doanh được, chỉ cần ham học hỏi, chỉ cần chịu khó học tập, chỉ cần sẵn sàng hành động, có một trái tim lớn, đúng không? Có một cái đầu tư duy thay đổi, và mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là tuyệt vời. Thời gian của chúng tôi thì bây giờ nó hết mất rồi. Đấy, cho nên là hẹn gặp lại tất cả các bạn, và Cường rất là biết ơn thay mặt thủ lĩnh Lê Thị Thương, Phan Thị Huyền và thủ lĩnh Hoàng Tám, rất là biết ơn tất cả những người bạn đang theo dõi, đã theo dõi cái livestream này và vô tình xem cái video này. Chúc cho cả nhà, chúc cho tất cả các bạn cũng có một cái cuộc sống khỏe, trẻ, đẹp, yêu đời, vô tư, tự do, tự tại. Và cả nhà nhớ thu nhập thụ động, đó, cái thông điệp rất là tuyệt vời. Chính từ cái thu nhập thụ động đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa, và mình an lạc trong mọi hoàn cảnh, có bất kỳ điều gì xảy ra trên cái thế giới này thì chúng ta đều an lạc, tự do, tự tại. Và các thủ lĩnh hãy gửi lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người. Xin chào tất cả. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye trong những cái talk show vào buổi sau. Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào. Bye bye. Chào. Cảm ơn thủ lĩnh Lê Thị Tương, thủ lĩnh Phan Thị Huyền và thủ lĩnh Hoàng Táo.